sẽ review về ICO, đó là ICO Business. ICO này hiện tại com, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trong web để tìm hiểu thêm thông tin về dự án này của chúng tôi. Cấp trên blockchain, với đây hiện tại đang ở trong giai đoạn pre-sale 4, bắt đầu sau pre-sale 4 sẽ bắt đầu sau 9 ngày và 10 giờ tới, và hiện tại đã bán được số mã thông báo lên tới có giá tương đương với 1.651.325 đô la, với mức mũ mềm là 1,5 triệu đô và mũ cứng là 30 triệu đô. Tiếp theo thì các bạn có thể kích tại đây để mua token, sẽ được giảm tới 60%, từ 60% bonus với các phương thức thanh toán như Ethereum, Visa, Mastercard, và mua bằng tiền xu ngay bây giờ các kích tại đây. Và chúng tôi hiện tại thì cũng có các danh stack wireless trước ICO phiên bản beta, và đây là các đối tác của chúng tôi như là Universal, Big FM, Sony Music, vân vân. Mạng xã hội Nitnet là gì? Nitnet.com là mạng xã hội châu Âu với hệ thống thanh toán phi tập trung trên blockchain cho hàng trăm triệu người dùng. Dự án của chúng tôi cho phép người dùng nhận được nhiều dịch vụ ngay lập tức trong một ứng dụng. Chúng tôi đã kết hợp mạng xã hội, tin nhắn, âm nhạc và phim, cổng video, phát thanh và sự kiện trên một nền tảng Internet hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ, và nó có sẵn trên tất cả các thiết bị. Với mạng xã hội, bạn bè của cuộc trò chuyện, nhật ký sử dụng, trang cá nhân thu thập trên người đăng ký, hẹn hò, trò chơi, Messenger, cửa hàng trực tuyến khuyến khích người dùng. Cổng thông tin âm nhạc trực tuyến, mua hàng, tải nhạc, tạo danh sách và đài podcast, nhóm nghệ sĩ, bản phát hành danh mục nhạc, cổng video phim, tải xuống video, tạo blog video, thu thập trên lượt xem, rạp chiếu phim, chương trình lịch chiếu phim, hệ thống đặt vé, mua vé, phim trực tuyến, hệ thống thanh toán trên blockchain, hàng nghìn giao dịch mỗi giây, trang tổng quan riêng, tiền gửi và rút tiền mà không có phần trăm, tiền điện tử hàng đầu, ví thanh toán, phí giao dịch. API cho công ty gồm có công ty âm nhạc, rạp chiếu phim, thông qua sự kiện công ty, thông qua API, qua các cơ sở dữ liệu như là âm nhạc, phim, rạp chiếu phim, đài phát thanh, sự kiện công ty, nghệ sĩ nhóm, qua API ra đến công ty điện tử, đài phát thanh, nghệ sĩ nhóm, vân vân. Với ứng dụng của chúng tôi, và đây là giao diện trên điện thoại di động với các tính năng ứng dụng có các chức năng khác nhau, cho phép người dùng quản lý nội dung nhóm, tạo microblog. Bạn có thể xem tất cả các bài đăng để nhận xét trong nhóm blog hoặc nhóm màn hình, tin nhắn riêng tư, trò chuyện nhóm và kênh. Bạn có thể nghe nhạc và viết bài, trò chuyện với bạn bè, mua sắm hoặc chuyển tiền cho bạn bè. Với các mục yêu thích sẽ giúp các bạn lưu các trang nhóm, kênh, bài phát, album, rạp chiếu phim, vân vân. Với các dòng sự kiện nhận xét và các câu trả lời của bạn, bạn bè và người đăng ký, tất cả trong một ứng dụng. Với các giai đoạn của việc bán mã thông báo, giai đoạn pre-sale thứ nhất, pre-sale từ ngày 14 tháng 5 cho đến ngày 21 tháng 5 năm 2018, giai đoạn bán trước 2 từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, giai đoạn bán trước 3 từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, giai đoạn pre-sale 4 từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, giai đoạn pre-sale từ ngày 7 tháng 10 cho đến ngày 14 tháng 10, giai đoạn ICO từ ngày 1 cho đến ngày 4 tháng 11, và khi doanh số đóng là từ ngày 5 tháng 11 năm 2018. Tiếp theo, với ứng dụng token thì gồm có mã thông báo là phương thức thanh toán trong cổng. Người dùng nhận phần thưởng token để quản lý nhóm blog. Người dùng nhận phần thưởng token để xem quảng cáo. Bạn có thể thanh toán cho quảng cáo bằng mã thông báo bằng cách giảm giá lớn. Mã thông báo có thể được chuyển giao và trao đổi giữa người dùng, có thể thực hiện thanh toán dịch vụ hoặc ghi chỉ thanh cho các thanh toán dịch vụ bằng mã thông báo. Người dùng có thể trao đổi token nhận được phần thưởng để xem quảng cáo, quản lý nhóm và các hoạt động xã hội khác, cho tiền fiat và rút tiền và tài khoản của họ. Các nhà quảng cáo mua mã thông báo khi thanh toán cho quảng cáo. Cổng thông tin mua thẻ từ các chủ thẻ khác
để các trả các phần thưởng. Bất kỳ giao dịch nào trong phần nền tảng đều có thể chỉ với mã thông báo. Thẻ được cấp nhận, được chấp nhận là thẻ thanh toán với các dịch vụ khác nhau để đổi lấy euro hoặc đô la. Mã thông báo Lightning token không thể được phân loại vào các tài sản có thể giao dịch được vì nó cho phép chủ sở hữu token nhận được lợi nhuận hoặc sở hữu một phần của công ty hoặc là một phần của dự án. Internet token là hoàn toàn hợp pháp cũng như thẻ quà tặng trong một cửa hàng. Internet token là một mã thông báo sản phẩm với các phân phối thẻ phân bổ tiền. Mạng xã hội đầu tiên trung bình từ 8 đến 10 euro mỗi người dùng. Với việc phân phối thẻ, trong đó 37% quỹ dự trữ, 3% cho tiền thưởng, 5% cho nhóm 15% người sáng lập và 40% cho người mua token. Cơ sở hạ tầng tiền điện tử toàn cầu. Để thanh toán hàng hóa thì có dịch vụ tiền điện tử, bạn cần chuyển đổi tiền điện tử đó thành Eurocoin hoặc là Dollarcoin và các tỷ giá được liên kết tỷ giá euro và đô la. Tiếp theo, các bạn có thể thấy đây là các thành viên của nhóm cố vấn của chúng tôi và đây là các thành viên của đội ngũ phát triển dự án như là kỹ sư, nhà sáng lập, chuyên viên phân tích, tiếp thị, người quản lý nội dung và liên hệ với khách hàng, vân vân. Đây là lộ trình phát triển của dự án. Thì dự án của chúng tôi bắt đầu công việc từ quý 1 năm 2013 phát triển cho đến hiện tại năm 2018 đang ở trong giai đoạn bán pre-ICO, pre-sale. Tiếp theo, chúng tôi cũng có các kế hoạch phát triển dự án cho đến tận năm 2019 thì sẽ mở mạng rộng cho hàng triệu người dùng, ra mắt một blockchain mới và chuyển đổi nền tảng sang hệ thống thanh toán mới, vân vân. Tiếp theo thì đây là các sự kiện và số liệu mà chúng tôi có tham gia tại Litechnet. Lên đến 30% từ lợi nhuận công ty sẽ phân bổ cho các khoản thanh toán cho người dùng và đổi mã thông báo tại châu Âu với 315 triệu khách hàng tiềm năng hoạt động mạng hàng tháng của người dùng ở châu Âu, vân vân. Và các bạn cũng có thể theo dõi để biết thêm thông tin của chúng tôi qua các trang cộng đồng như là Bitcoin, Facebook, Twitter, Telegram, vân vân. Và những gửi những các ý kiến của các bạn đến với chúng tôi qua cổng thông tin info@litnet.com. Hiện tại video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.